Da nhạy cảm hay bị kích ứng, hàng rào bảo vệ da không ổn định, không sử dụng được những cái hoạt chất mạnh thì mọi người có thể tham khảo xuất tràm trà. Em này thì còn chứa 82% tràm trà, sẽ giúp hỗ trợ và cải thiện một số vấn đề về da. Tràm trà thì có khả năng trị mụn tương đương với benzoyl peroxide, nó sẽ khắc phục được tình trạng chai mụn và tình trạng kích ứng. Có khá là nhiều bạn sử dụng benzoyl peroxide mà nó bị chai mụn hơn này và nó bị kích ứng rất là nặng đúng không? Bạn nào mà gặp tình trạng như vậy thì mọi người có thể tham khảo cái em serum này nhá, tràm cắm vào. Ngoài ra thì em này còn có chứa Axero 2000 ppm, có hiệu quả trong việc loại trừ vi khuẩn gây ra mụn và chống cái tình trạng viêm. Em này thì sẽ giúp củng cố hàng rào bảo vệ da này, giúp da khỏe hơn này, bớt nhạy cảm hơn này, điều tiết bã nhờn ổn định, tránh cái tình trạng bít tắc rồi gây ra mụn này, mụn ẩn này, da sần sùi. Em này thì hầu như toàn chứa các cái thành phần thiên nhiên thôi, nên là mình thấy rất là an toàn với cả nền da nhạy cảm, với cả những cái nền da mà suốt ngày bị kích ứng. Vỏ cây liễu trắng, trà xanh, rau má, hạt cà phê, lá bergamot sẽ giúp điều hòa môi trường da này. Tảo nâu Okamura sẽ giúp tăng độ đàn hồi cho da. Dạo gần đây thì mình rất là thích La Bonita, có lẽ là mình sẽ làm series review cả brand luôn, nên là mọi người nhớ đón xem mình nhé.